Vào năm 1998, laptop Asus P6300 đã phục vụ sứ mệnh chinh phục vũ trụ suốt 600 ngày trên trạm không gian Mir. Kể từ đó, chúng tôi không ngừng tìm kiếm những điều chưa được khai phá và thách thức các giới hạn. Asus không ngừng chinh phục mọi thử thách. Đi đến hành trình tìm kiếm điều phi thường, xin giới thiệu phiên bản đặc biệt ZenBook 14X OLED Space Edition. Thiết kế độc quyền, lấy cảm hứng từ vũ trụ. Asus ZenBook 14X OLED Space Edition, siêu phẩm kỷ niệm hành trình chinh phục những vì sao.